Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin bóng đá cập nhật ngày 28 tháng 9 của kênh Bóng đá và Đời sống. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ có rất nhiều những thông tin đáng chú ý liên quan đến bóng đá Việt Nam. Ngay bây giờ, hãy bước vào chi tiết bản tin ngày hôm nay. Công Phương tạo siêu phẩm, U20 Việt Nam quyết đấu U20 Syria. U20 Việt Nam tiếp tục có chiến thắng tại lượt trận thứ 3 vòng loại U20 châu Á. Kết quả này khiến U20 Việt Nam và U20 Syria phải quyết đấu ở trận cuối cùng để quyết định ngôi đầu, đồng nghĩa với tấm vé đi tiếp. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Suhaji Binsuki, U20 Việt Nam đã cho thấy sự quyết tâm rất lớn. Toàn bộ đội hình của đội chủ nhà tràn sang phần sân đối thủ. Phút thứ 4, Quốc Tú chuyền bóng nhanh từ cánh trái, Minh Tiến tung ra cú dứt điểm, bóng chạm người một cầu thủ U20 Bangladesh đi thẳng vào lưới, mở tỷ số cho những chiến binh sao vàng. Bàn thắng của Minh Tiến giúp U20 Việt Nam thi đấu tự tin và hoàn toàn làm chủ thế trận. Trong khi đó, đội bạn lại tỏ ra vô cùng lúng túng. Phút 30, thủ thành Ismail Hossan Mahin mắc sai lầm, anh xử lý thiếu dứt khoát, đưa bóng trúng vào người Minh Tiến và đi thẳng vào lưới nhà, nhân đôi cách biệt cho đội bóng của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh. Đến thời điểm này, U20 Bangladesh buộc phải dồn lên tấn công. Phút 41, đội khách có bàn thắng rút ngắn cách biệt sau pha đánh đầu đẹp mắt của PS Ahmed Nova, nhưng niềm vui của họ cũng chẳng kéo dài lâu khi 2 phút sau, Long Vũ nỗ lực dứt điểm bất thành, bóng bật ra tuyến 2 tạo khoảng trống cho Quang Duyệt. Tung cú đá căng từ cự ly 25m, bóng đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới, nâng tỷ số lên 3-1. Sang hiệp 2, U20 Việt Nam thi đấu thong dong và có thêm một bàn thắng nữa được ghi do công của Công Phương. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh mất ngôi đầu bảng vào tay U20 Syria, dù có cùng 9 điểm như đối thủ Tây Á nhưng thua về hiệu số. Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Syria vào lúc 19 giờ ngày 29 tháng 9 được xem là trận chung kết của bảng đấu. U20 Syria chỉ cần một kết quả hòa, trong khi Công Phương và các đồng đội buộc phải có 3 điểm để giành ngôi đầu bảng A, cùng tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2025. Nhận định thể công Việt Theo gặp Bình Định, vòng 3 V-League 2024-2025. Một tuần sau chiến thắng ngược đầy ấn tượng trước câu lạc bộ Hà Nội ở vòng 2, đội bóng thể công Việt Theo sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình trong màn so tài với đội bóng Á quân V-League mùa trước, câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định. Đây được đánh giá là cơ hội tốt để thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng hướng tới trận thắng thứ 2 của mùa giải, khi sở hữu một lực lượng thi đấu nhỉnh hơn đối thủ, đồng thời lại được chơi trên sân nhà. Cộng thêm đà tâm lý hưng phấn sau 3 điểm vừa giành được ở trận derby thủ đô, đội bóng áo lính hoàn toàn có cơ sở để tạo nên một mặt trình diễn tốt trước Bình Định. Tuy nhiên, để làm được điều này, đội bóng áo lính chắc chắn sẽ phải cải thiện năng lực dứt điểm của mình. Vấn đề vẫn luôn được xem là điểm yếu cố hữu của họ trong nhiều mùa giải vừa qua. Ở trận đấu trước, dàn sao của Viettel đã tỏ ra rất khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới câu lạc bộ Hà Nội trong hiệp 1. Chỉ khi Hoàng Đức được sử dụng ở hiệp 2, lối chơi của họ mới sáng sủa hơn, để sau đó liên tiếp có được những pha lập công ở cuối trận do Phan Tuấn Tài và Amarindo thực hiện. Vì vậy, trước một Bình Định chắc chắn sẽ chơi phòng ngự tập trung để hướng tới một điểm, thể công Viettel sẽ cần tới sự sáng tạo và những khoảnh khắc thi đấu lóe sáng của các cầu thủ. Có như vậy, họ mới có thể tạo ra một kết quả tốt ở vòng 3. Ở phía đối diện, câu lạc bộ Bình Định lại đang thể hiện một bộ mặt thi đấu đáng quên ở mùa giải năm nay, bất chấp việc đang là nhà đương kim Á quân giải đấu. Bình Định lúc này gần như không còn là chính mình, khi đội hình thi đấu đã bị tổn thất khá nhiều so với cuối mùa giải trước. Sau sự ra đi của một loạt trụ cột trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, câu lạc bộ Bình Định lúc này đang đứng trước nhiều khó khăn ở mùa giải mới, và hai trận thua 0-1 trước Hà Nội và 1-2 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là minh chứng cho sự sa sút này. Hơn lúc nào hết, đoàn quân của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy sẽ phải nhanh chóng khắc phục những hạn chế còn tồn tại để cải thiện lối chơi của mình. Nếu không, nguy cơ xuống hạng hoàn toàn có thể xảy ra với đội bóng đất võ. Tiền vệ Nam Định gia nhập giải hạng nhất. Tháng 7 vừa qua, xuất hiện thông tin tiền vệ Trần Ngọc Sơn quyết định rời thép sang Nam Định để gia nhập câu lạc bộ Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, tân binh của giải hạng nhất để có cơ hội ra sân nhiều hơn. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, Trần Ngọc Sơn đã gia nhập câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân tham dự giải nhất quốc gia 2024-2025 theo hợp đồng cho mượn 1 năm từ Nam Định. Trần Ngọc Sơn năm nay 21 tuổi và cao 1m75, trưởng thành từ lớp đào tạo Nam Định và được đôn lên đội 1 năm 2021. Sau 3 mùa giải cống hiến, Ngọc Sơn có 45 lần ra sân ở mọi đấu trường, đóng góp 5 bàn thắng và 4 đường kiến tạo cho đội bóng Thành Nam. Tuy nhiên, 2 mùa giải gần đây, với việc Nam Định mang về hàng loạt ngôi sao, Ngọc Sơn không còn được trọng dụng và có ý định ra đi tìm về đội mới để được thi đấu nhiều hơn. Trần Ngọc Sơn từng được huấn luyện viên Philippe Chuzier và cả Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển quốc gia. Gần đây nhất ở đợt tập trung tháng 6, Trần Ngọc Sơn cũng đã có mặt. Giải nhất quốc gia 2024-2025 khởi tranh từ trung tuần tháng 10, sau hơn một tháng so với V-League 2024-2025.
Giải nhất năm nay có sự tham gia của 11 câu lạc bộ chuyên nghiệp, bao gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hòa Bình, Huế, Long An, Khánh Hòa, Phú Đồng Ninh Bình, PVF Công an Nhân dân, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước. Trong số này, Trường Tươi Bình Phước, Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Đồng Ninh Bình và PVF Công an Nhân dân là các ứng cử viên cho suất lên hạng thẳng và tấm vé đá trận playoff với đội xếp thứ 13 tại V-League 2024-2025. U17 Việt Nam đánh bại U17 Hà Nội, cầu thủ Việt Kiều mắc lỗi tai hại. Chiều ngày 27 tháng 9, đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận đấu với U17 Hà Nội trong trận giao hữu tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là cơ hội để huấn luyện viên Cristiano Ronaldo rà soát lại lực lượng trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Ra sân với đội hình có nhiều thay đổi so với trận đấu chính thức gần nhất, ban huấn luyện U17 Việt Nam tận dụng tối đa thời gian thi đấu để thử nghiệm các phương án khác nhau. Trận đấu diễn ra vào lúc 15:30, khi thời tiết khá nắng nóng nên các cầu thủ đôi bên bắt nhịp chậm hơn so với thường lệ. Phải đến phút 15, cơ hội đầu tiên mới được tạo ra. Từ cú đá phạt góc của đồng đội, Thiên Phú bật cao đánh đầu nhưng bóng dội sang ngang không thành. Đây cũng là tình huống đáng chú ý duy nhất của hiệp 1. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Roland đưa ra một số sự thay đổi về nhân sự, đồng thời chỉ đạo các học trò thi đấu quyết liệt và đẩy cao tốc độ trận đấu. Từ đây, một số cơ hội được mở ra. Hoàng Khanh bị phạm lỗi ở khoảng cách 25m, Tấn Dũng thực hiện cú đá phạt bằng chân trái tuyệt đẹp, đưa bóng đi thẳng lên góc cao không thành mở tỷ số trận đấu. Ngay sau bàn mở tỷ số, huấn luyện viên Roland thực hiện hàng loạt sự thay đổi người. Đáng chú ý, trung vệ Việt Kiều Maxwell được tung vào sân. Cầu thủ này thi đấu khá an toàn và điềm tĩnh. Tuy nhiên, trong một tình huống xử lý thiếu dứt khoát, anh đã để đối thủ cướp bóng và băng lên phối hợp ghi bàn. Rất may vào khoảng thời gian cuối trận, Hoàng Khanh đã kịp thời tỏa sáng với pha lập công để ấn định tỷ số 2-1. Theo kế hoạch, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 29 tháng 9, sau đó lên đường sang Nhật Bản để tập huấn và thi đấu cọ sát từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10. Ngày 10 tháng 10, thầy trò huấn luyện viên Roland sẽ trở về nước để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự vòng loại U17 châu Á 2025. Quan trọng là tinh thần thi đấu trên sân của các cầu thủ. Chúng tôi coi trọng nhịp thi đấu, triển khai lối chơi và đang cải thiện về khả năng di chuyển của toàn đội. Trong thi đấu, cầu thủ đóng vai trò quyết định trên sân. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ các em có những bước chuẩn bị tốt nhất. Nhìn chung, các cầu thủ cần tư duy tình huống nhanh hơn để từ đó ra quyết định xử lý bóng tốc độ hơn. Nhịp độ chơi đang ngày một nhanh, đây là điều chúng tôi phải thích nghi. Trong đợt tập trung này, có một vài gương mặt mới và chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá, không riêng gì cầu thủ nào hết. Các cầu thủ không phải chỉ thích nghi về lối chơi mà còn về cả nhịp tập luyện. Tôi rất vui với toàn đội khi các cầu thủ thi đấu cống hiến và hết mình. Trận đấu nào cũng không thể tránh khỏi những sai sót. Hiện chúng tôi đang thảo luận về danh sách tập huấn tại Nhật Bản. Hai tuần rồi, chúng tôi đã tập luyện với lịch rất dày đặc, cường độ cao. Vì phần quan trọng nhất, chúng tôi sẽ rèn cho toàn đội đó là sức mạnh, thể lực và sức bền để chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U17 châu Á. Thời gian tới, nhịp độ tập luyện sẽ giảm dần để đảm bảo trạng thái tốt nhất cho toàn đội. Khi làm việc với các cầu thủ trẻ, chúng ta không thể chỉ nói về lối chơi mà còn phải nói về cách chơi như thế nào. Chúng tôi làm việc tỉ mỉ từng tình huống cho các cầu thủ, từng pha cố định, chuyển đổi trạng thái, kể cả khi có bóng hay không có bóng, các cầu thủ vẫn phải biết sẵn sàng và chớp lấy thời cơ. Ở những trận đấu vừa qua, U17 Việt Nam đã ghi bàn từ những pha tấn công nhanh, phát động từ thủ môn hay những tình huống pressing đoạt lại bóng. Thủ môn vì thế đang có vai trò rất quan trọng. Trên đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe kênh Bóng Đá Và Đời Sống, like và chia sẻ video này. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ.